nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thầy tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con kính tri ân sư và cô Phong Lan cho con biết được tín hiệu. Để tiếp tục chương trình, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng dẫn nhập chương trình ngày. Dạ, điều họp chương trình ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng đến Ngài. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bụt Tha Gia, kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào một khía cạnh tương đối rằng rất là gần gũi với đại khối quần chúng Phật tử, nhưng mà đối với người học Phật thường là chúng ta ít lưu tâm về điểm này. Chúng ta thường nghĩ về Đức Phật là bậc đại giác, là bậc đã tuyên thuyết giáo pháp, và chúng ta thường đón nhận giáo pháp, đón nhận Đức Phật qua cái nhìn thuần lý, lý. Nhưng mà chúng ta rất cần, ngoài những cái lập luận lý lẽ liên quan đến Phật pháp, thì chúng ta cần cảm nhận lòng từ bi của Đức Phật. Sự cảm nhận này đôi khi lúc nó không cần qua lý luận, mà lấy ví dụ là chúng ta có thể đọc những giai thoại, những câu chuyện, mà qua đó lẽ ra Đức Thế Tôn Ngài không phải vất vả, lẽ ra Đức Thế Tôn Ngài không, Ngài có cái cuộc sống tương đối là nhẹ nhàng với cái sự vây quanh hộ trì của những đàn tính. Nhưng không, Ngài đã chọn một cuộc hành trình đôi lúc rất là dài, đi bằng đôi chân trần, từ làng mạc này qua phố thị kia, từ quốc độ này sang quốc độ khác. Để làm gì? Để mang ánh sáng Phật pháp đến cho muôn loài chúng sanh. Để làm gì? Để cho Phật pháp được lưu truyền qua những thế hệ mai hậu. Thì thưa quý vị, về điểm này chúng ta cần rất nhiều sự lắng động tâm tư và ôn nhắc lại, để có thể thấy được rằng Đức Phật không phải chỉ xuất hiện ở đời tuyên thuyết giáo pháp thuần lý, mà chúng ta chỉ có thể đón nhận bằng sự suy luận. Mà qua đó chúng ta còn một khía cạnh hơi khác hết sức là quan trọng, đó là cảm nhận trọn vẹn lòng từ bi của Đấng Cha Lành đối với tất cả chúng ta. Thưa quý vị, bây giờ thì trước khi cung thỉnh Hòa Thượng Thời Siêu ban đầu tư, xin nhờ Đại Đức Thầy Tri mở cho bản nhạc lễ. Sau bản nhạc lễ chúng ta sẽ trở lại với Hòa Thượng Thời Siêu. Thank you.
lại Phật Quán Chi Diệu Giác, đấng đại hùng giải thoát từ say, đại bi đại trí trọn lành, trời người quy ngưỡng tứ sanh nương nhờ. Lại đạo chân thường tình thức, pháp thân thân thanh đức hiền minh, lương phương phương tổ hương tình, ta tòa tạm báu duy linh thiện huyền. Dạ, thưa tất cả quý Phật tử, kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo chương trình của đại lễ Khánh Đăng hôm nay xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Hòa Thượng Từ Sư Văn Đạo Tư, kính cung thỉnh Hòa Thượng. Anh là Bồ Tát Thầy, anh là Bồ Tát Mai, anh là Bồ Tát Sanh Khai. Kính lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp Tập Chúng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Khi chúng ta tìm hiểu về Đức Phật, không phải chúng ta chỉ biết vì Ngài là một đấng giác ngộ và thuyết pháp về giác ngộ, chúng ta cần phải hiểu Đức Thế Tôn là một đại từ đại bi đối với tất cả chúng sanh. Ngài có ba đức gọi là tịnh đức, Visuddhi Guna, bi đức Karuna Guna và đi trí đức Paññā Guna. Với tương tự bi và vô lượng, Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết pháp độ đời dầu cho những chúng sanh đang đắm chìm trong hạnh phúc đó, Ngài cũng có cái tâm từ bi thương xót. Khi mà Ngài nghĩ rằng
chúng sinh này còn phải chịu chìm đắm trong cái biển hữu tầm luân. Cho nên là tìm cách để mà Ngài đến cái tế độ. Chúng tôi có rất nhiều giai thoại ở trong cuộc đời Đức Phật để nói lên cái lòng từ bi vô lượng của Ngài. Nhưng một điều đáng nói ở đây là khi mà chúng ta học hiểu về Đức Phật là chúng ta nên noi theo cái gương của Ngài để chúng ta sống an trú với tâm từ bi với chúng sanh. Có nghĩa là chúng ta không hận, không sân. Thật ra thì cho dù chúng ta có tu tập tâm từ bi của chúng ta đến mức độ như thế nào, chúng ta cũng không thể bao la vĩ đại bằng cái tâm từ bi của Đức Phật. Bởi vì khi mà chúng ta thấy chúng sanh khác đau khổ thì chúng ta mới động lòng được. Còn khi thấy chúng sanh đang hạnh phúc thì chúng ta không có động lòng. Hoặc giả là thí dụ như những người ăn xin, nhưng mà họ giả vờ nghèo khổ tàn tật để họ đi ăn xin. Khi mà chúng ta phát hiện được chúng ta không có tâm từ bi với họ được, vâng vâng, trong khi đó thì đối với Đức Phật thì những cái sự kiện này là Ngài luôn có cái tâm từ bi, bởi vì là biết cái chúng sanh đó họ làm như vậy một cách dối trá thì họ sẽ bị khổ trong tương lai, cho nên là có tâm từ bi. Học cái giác của Đức Phật đã là khó, và chúng ta học cái tâm từ bi của Đức Phật cũng cả vấn đề khó, chứ không phải là chuyện dễ dàng, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta có tác ý để chúng ta thực hành thì có còn hơn không. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái tâm, cái lòng từ bi của Đức Phật. Trong một tuần lễ khinh đảng quê sắc, chúng ta chỉ nói về Đức Phật. Và hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng mang pháp thoại lòng từ bi của Đức Phật. Xin bây giờ xin cung thỉnh thuộc và thượng giác đẳng trở lại điều học. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính thưa hòa thượng Thầy Sư, mình thi thống đức và thưa quý Phật tử, xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp hướng về Đức Phật, tụng kinh xưng tán và cúng dường. Xin kính cung thỉnh chư tăng chùa sư ở chùa Biển Giác Vĩnh Long bắt đầu cho nghi thức chánh lễ hôm nay. Kính cung thỉnh quý ngài. Kính lễ sư vô thế sư, hòa thượng thích đẳng cùng chư tôn đức, chúng ta để chúng xin phép bắt đầu nghi thức chánh lễ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh biên trì đang cúng dường
Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lanh giữ lợi quần sanh. Itipiso phagawa rahang samma sambuddho vicca charana sambandho sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha vamanu sanam buddho phagawati. Hồng danh Phật nhiệm màu ưng cung, chánh biến trì minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày lý chân, vô thượng sĩ pháp âm tịnh diệu, bậc trưởng phu điều ngữ độ sanh, thiện nhân sư đấng cha lành, Phật đã toàn giác Thế Tôn trong đời. Xóa khá tu Phagavata thấm mô sáng dê thi cô a ca li cô hê hi pa si cô hô pa na di cô pa cha tăng vê thi ta cô quyên nhô hi thi. Pháp vi diệu cha lành khéo dạy a lìa danh ngôn gia ngộ hiện tiền. Vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ hoặc nhiên liễu tường. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hương thượng tâm thoát ngõ vọng trần. Trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thượng tịnh lạc pháp ấn nhiệm màu. Supatipanno Phagavato Savaka Sangho Uccupatipanno Phagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Phagavato Savaka Sangho Samicchipatipanno Phagavato Savaka Sangho Yadidam Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Bhuggala Esa Phagavato Savaka Sangho Aho Neyo Bahu Neyo Dati Neyo Anchali Karani Yo Anuttarang Bunya Ketang Lokasati. Bậc diệu hạnh thính bằng tinh tử, bậc trần hạnh pháp lữ thiện gia, bậc như ly hạnh tăng nhà, bằng chân chánh hạnh dưới tòa Thế Tôn, thành đạo quả bốn đời tam chung, đệ tử Phật ưng cung tôn nghiêm, cùng nghinh kính lễ một niệm, thanh chung vô thượng phước biển thế gian. Kẻ Phật sử phần cuối. Khi tuổi thọ bát tuần gần mãn, đức Thế Tôn nhiếp quan tinh duyên, thâm sâu diệu pháp giáo truyền, nhận thiên lãnh hội tinh chuyên thực hành. Nài môn chung hiểu rành nghĩa ly, khéo thực hành y chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp chánh chân, khéo dùng biện giải đã thông dị đồng. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sự này công bố chúng tăng. Tháng từ trăng sáng ngày rằm, Như Lai diệt độ tại thành Ma La. Bữa cơm cuối chuẩn đa dân cung, Phật lại cùng chân chúng ra đi. Bụi đường in dấu đại bi, nghĩ cho hậu tân xá gì đường xa. Cú si na ra phồn hoa xuân xanh, rừng xa la nở ngát thanh hương, có người hiên cúng y vàng, hạ nan hầu mặt mà lòng ngạc nhiên, màu da Phật khiến y chợt tôi, ánh linh hoàng sang chói lạ thường. Thế Tôn bi mẫn nói rằng, màu da đổi sắc hai lần mà thôi, một là lúc Như Lai đại ngộ, hai là khi diệt độ mãn phần. Đêm nay thời khắc đã gần, Như Lai đại bác niết bàn vô sanh. Ngài A Nan khóc than bi lụy,
bậc thượng nhân vô tỷ còn đâu, vần dương cũng tắt trên đầu, trời cao sụp đổ địa cầu chuyển rung, khẽ an ủi vô cùng bi mẫn, Đức Thế Tôn khuyên tâm mọi người, tự sinh định luật cõi trời. Có khi vui khổ có thời hợp tan, pháp và luật khôn vàng chân lý, chính là thầy y chỉ từ nay, nghĩa văn giảng giải đủ đầy, tư phần giải thoát đoạn dây kiếp thành. Trong tăng chúng ai cần thỉnh giáo, những tồn nghi lý đạo trong lòng, nêu ra để được đã thông, hay nhờ bạch hỏi Thế Tôn chỉ bày. Đã đến lúc Như Lai diệt độ, mong các thầy sáng tỏ tuệ tu, ba lần cất giọng bi từ, chúng tăng im lặng tựa như tịnh thiền. Giây phút cuối ngài khuyên đệ tử, phải liễu tri đại sự tử sanh, ngài đêm tu niệm tinh cần, hổ vì tự tánh vô thường xưa nay, sông long thọ tàn lai hương quyển, nhìn về tây đầu hương bắc phương, uy nghi từ thế sư vương, liên thiền xuất nhập Thế Tôn niết bàn, theo thể thuân chuyển luân đại đế, lễ trà tỳ thân thể Phật Đà, hư không từng đợt thiên hoa, âm vang kinh nguyện lễ nhỏ bi thương, lửa tâm mũi tự nhiên phát cháy, xa lợi châu từ đây bảo lưu, tháp tổn nghiêm ngưỡng vọng cầu, pháp luân bất diệt ngàn sao rạng ngời, đại trưởng phu một đời giao hạnh, đương thượng tôn hiển thánh nai bì, vần trăng viên mãn trí bi, xuân phạm một thỏa sử ghi bối vàng, chung đệ tử bôn hàng hữu học, đốn tâm hương tụng đọc đợi ngày, lời xưa vọng đến hôm nay, nguyện nói theo gốc Như Lai trọn lòng. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo, Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo, Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yuga hontu aloga hontu sampatti hisamicchantu sukhi attanam pariharantu dukkhapatta canidukha phayapatta canipaya sukha patta cani soka hontu sabbe vibhanino. Nguyện cầu tam hương mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, những từ quan trai nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan, hại nhau chỉ chuông lầm than, mê si điên đảo vô hoàng lệ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tổ phước sâu đức dày, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thông khổ đoán cai oán hận, dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu khổ não đoạn trường vĩnh ly, nguyện cầu tam bảo chứng trì, sống đời thanh tịnh tự bi vẹn toàn. Akasatha chakumatha devanaga mahetika bunyang no anumodantu chirang rakkantu sasanang akasatha chakumatha devanaga mahetika bunyang no anumodantu chirang rakkantu ratake akasatha chakumatha devanaga
qua na ga ma he thi ca môn nhân nô a nu mô đan tu chi răng răng khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha phum ma tha na ga ma he thi ca môn nhân nô a nu mô đan tu chi răng răng khan tu pa ni nô a ca sa tha cha phum ma tha de qua na ga ma he thi ca môn nhân nô hanu mô đan tu chi răng răng khan tu nô sa đa nguyện phước bao đã làm hồi hương khắp chư thiên bậc thiện thần hộ pháp nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoài hư không giới thiên giới xin các ngài tùy hỷ công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quốc độ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mà mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu thiểu bệnh dứt khổ sầu ngày ngày vui tu tập mà tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ. Kính mời quý ngài, kính thưa quý vị, ý thức chính để chúng con vừa đồng lập xong, xin kính thỉnh ngài hòa thượng giúp đẳng quay trở lại để điều hợp chương trình. Kính thiền chư tăng chùa Vị Giác Vĩnh Long, với khóa lễ vừa rồi, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, tiếp theo là phần pháp ngữ khánh đản, và hôm nay đề tài của pháp ngữ khánh đản sẽ là lòng từ bi của Đức Phật. Phật tâm vô sứ bất từ bi, tâm Phật không đâu không từ bi. Đó là một câu thơ của người Trung Hoa. Bây giờ xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh thượng tọa pháp đăng bằng pháp ngữ về đại lễ cho đại lễ khánh đản Vê Sắc Hai Nạn 566 hôm nay, kính cung thỉnh thượng tọa. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng. Kính đảnh lễ ân Đức Phật. Kính đảnh lễ ân Đức Pháp. Kính đảnh Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Hòa Thượng Tề Siêu, Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh, với Đức Thầy Trư, Đức Thầy Đức cùng mấy chư tôn Đức Tăng. Xin chào quý bài cô đồng nữ, thân chào hai Phật tử. Trong tuần lễ Phật Đản 2566, tuần tự thuyết giảng các cái đề tài của hôm nay thì nghe về lòng đại bi của Đức Phật, thì chúng ta cũng thấy rằng khi mình quy y tâm bảo đó thì nói về Đức Phật có bi đức, trí đức và tịnh đức, trí đức, bi đức và tịnh đức, bỏ đó là ba cái đức của Đức Phật. Thật sự thì chúng ta cũng biết rằng để cảm nhận về cái lòng đại bi của Đức Phật từ lúc Ngài thành tựu Phật quả. Bình thường thì chúng ta thấy rằng Ngài thành tựu Phật quả, con đường từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Vườn Lộc Giả, Ngài đi bộ như vậy để gặp du sĩ Ubaka, để sau này vị du sĩ này đó sẽ có thể tìm tới Đức Phật để trở thành đệ tử của Đức Phật và có thể giác ngộ. Đức Phật Ngài thấy như vậy và Ngài đã đi bộ và cái đoạn đường đó, có dịp mà chúng ta qua bên Ấn Độ, chúng ta đi thì chúng ta thấy rất xa như vậy. Nhưng mà Đức Phật vì lòng đại bi để gieo duyên với Ubaka. Tuy rằng hiện tại thì du sĩ Ubaka không có tu, nhưng mà chính vì cái hình ảnh của Bậc Đại Giác với cái sự giác ngộ của Ngài mà làm cho du sĩ này sẽ trở lại tìm Đức Phật. Và chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật Ngài du hành đến từ Bồ Đề Đạo Tràng đến chuyển Pháp Luân để độ 5 anh em Kiều Đình Như. Và những cái bài pháp mà Đức Phật Ngài thuyết giảng, chúng ta hình dung không có thể nào tưởng tượng nổi cái lòng đại bi của Đức Phật thật sự đó. Khi chúng ta thấy rằng sáng ra Đức Phật Ngài phải ngồi thuyền, Ngài bủa cái lưới đại bi tìm chúng sanh có duyên. Sáng ra Ngài ôm mình bát,
đến chỗ nhà người đó. Và ngày buổi chiều lại thuyết pháp cho Phật tử tối giáo giới chư tăng. Canh 1 Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên, canh 2, canh 3 Đức Phật thuyết pháp cho Phạm Thiên, canh 4 Đức Phật chỉ tình. Sáng ra Đức Phật ngày ngồi thiền với cái tâm đại bi để tìm chúng sanh tế độ. Chúng ta nghĩ suốt 45 năm Đức Phật ngày làm như vậy với cái lòng đại bi vì muốn tế độ tất cả chúng sanh. Những người có duyên, dù là những người đó đó, chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện và có nhiều cái sự hiểu sai của những thế hệ sau này. Ví dụ chúng ta thấy rằng Đẹp Đa đó hại Đức. Thì có nhiều người đọc kinh Phật, họ biết rằng Đức Phật đã biết tất cả, người có túc mạng minh, người có thể nhớ lại được. Tại sao Ngài lại độ Đẹp Đa, Đẹp Đa lăn đá đè Đức Phật, làm thân Phật chảy máu, để chia rẽ tăng. Rồi suối Yu A Sa Thế giết cha của mình, biết bao nhiêu cái chuyện như vậy. Nhưng mà chúng ta không bao giờ hiểu được, chính vì như vậy nên mới gọi là Phật, là cái tâm đại bi. Vì người biết rằng nhá, dù Đẹp Đa không xuất gia đó, Đẹp Đa cũng vẫn tạo những cái tội ác, chứ không phải là không tạo. Nhưng bây giờ tu rồi đó, có tu, cũng có chứng được bát thiền ngũ thông, cũng có cái thời gian hành trì, mà chúng ta cũng thường biết đó, cái thiện nghiệp đó, nó mới cho ra cái thiện quả. Và chúng ta cũng biết rằng cái ác nghiệp cũng cho ra cái ác quả. Nhưng mà vào tu rồi nó tạo những cái thiện nghiệp, đắc được bát thiền ngũ thông. Thì những cái thiện nghiệp đó nó trở thành những cái ba la mật để trở thành độc giác Phật tương lai sau này. Hay là chúng ta thấy rất là nhiều người, nhiều người họ hãm hại Đức Phật. Ví dụ như Đẹp Đa, suối Vua A Sa Thế thả voi sai để hãm hại Đức Phật. Hay là chúng ta thấy một cái chuyện mà cái chuyện mà mưu thần trước quỷ của Đẹp Đa và Đức Vua A Sa Thế, khi mà dùng một người xạ thủ bắn Đức Phật, người đó trở về đó bị hai người kia giết, và hai người về bị bốn người giết, bốn người về bị tám người giết, tám dần người về bị 36 người giết, và 36 người đó sẽ gặp mà một bữa tiệc và tất cả đều chết hết với một cái tiệc rượu độc. Đức Phật đó, Ngài thấy cái chuyện nó xảy ra và Ngài độ cái người bắn Ngài, rồi cái người kia chờ hoài không thấy cái người này tới, đi tới gặp Đức Phật và Đức Phật độ, và bốn người chờ hai người kia đó để giết cũng không thấy và đi tới gặp Đức Phật độ, và cuối cùng Đức Phật Ngài độ hết tất cả những người xạ thủ được huấn luyện để đi bắn Đức Phật. Còn rất là nhiều những cái chuyện mà chúng ta thấy cái tâm đại bi của Đức Phật quả thật là không có thể nào mà chúng ta lấy cái bút mực gì hay là chúng ta lấy cái gì để mà nói lên hết được. Suốt 45 năm ngày nào Đức Phật cũng làm những cái việc làm như vậy. Ở trên đời thì có lẽ là chúng ta không có tìm được một cái người nào có thể làm được cái chuyện này. Chỉ có một bậc đại giác với cái lòng đại bi là có thể làm được việc này. 45 năm ngày nào cũng làm như vậy. Cho đến khi mà cái hơi thở cuối cùng, cái bữa cuối cùng ăn cơm của thợ rèn Chuân Đá, và cũng sợ mọi người chỉ trích Chuân Đá cúng dường vật thực mà Đức Thế Tôn viên tạc. Đức Thế Tôn Ngài cũng đã nói với Chư Tăng có hai bữa cơm có nhiều phước báo công đức, đó là bữa thành đạo và bữa niết bàn. Hai cái bữa cơm này công đức to lớn, để khích lệ Chuân Đá, để sau này không có người công kích Chuân Đá, vì Chuân Đá đã cúng dường bữa ăn cuối mà Đức Thế Tôn này thọ bệnh kiết lỵ. Thì chúng ta biết đó, thật sự đó, bây giờ mình có thể nói cả cuộc đời của Đức Phật, ngày nào suốt 45 năm ngày nào Ngài cũng bủa lưới đại bi đi tìm chúng sanh để thế độ. Có những mẫu chuyện mà chúng ta thấy như là Đức Phật Ngài độ Bà La Môn đó, suốt 3 tháng trời, ngày nào Ngài đi bát thì cũng hỏi, Ngài Bà La Môn không làm gì đó. Ông Bà La Môn này, ông phát
quăng rẫy, rồi ổng dọn cây cối, rồi ổng cuốc gốc, rồi ổng cuốc đất, xới đất, cày đất, bừa đất, rồi ổng gieo giống, rồi ổng cấy ruộng và đến lúa chín luôn, suốt 3 tháng trời. Ngày nào Đức Phật ngày đi cũng hỏi thăm ông, và để cho ông tự trong tâm của mình suy nghĩ Đức Phật là bạn. Suốt 3 tháng mình làm ruộng ở đây không có ai là bạn hết, chỉ có Sa Môn Gotama ngày nào cũng đi và ngày nào cũng hỏi thăm mình. Nhưng mà Đức Phật lại biết đó, suốt 3 tháng ông cực khổ như vậy, như một trận lũ á, kinh hoàng đã cuốn hết lúa đó ra ngoài biển, và ông cũng thọ bệnh vì cái suy tính của ông. Và Đức Phật ngày đến thăm ông và ngày thuyết giảng, do ái sanh có sầu buồn, ái sanh nó lo âu, ai dứt trừ tham ái, không sầu, không sợ hãi. Thì Đức Phật này cho biết rằng nhé, cái việc mà Đức Thế Tôn này đi thăm mỗi bữa như vậy, ông có cái tình thân, cái đó cũng là cái sự luyến ái. Và chính cái sự luyến ái đó đó, nên ông nghĩ lúc mà lúa chín đó, thì ông nghĩ ông sẽ chia cho Đức Phật một phần. Sáng ra thì lúa bị trôi ra biển cả hết. Và ông buồn rầu đau khổ, vì cái sư tính của mình đã như vậy nhưng mà nó không có kết quả gì. Như vậy thì thật sự đó, chúng ta thấy Đức Phật ngày độ mình không có thể nào mà có thể kể hết cho hết nổi về cái lòng đại bi của Đức Phật. Từ độ nàng Bhattacharya là một người điên khùng, mất chồng mất con, lõ lồ thân thể đi tìm Đức Phật, hay là nàng Kisagotami là một người phụ nữ mới lớn, mới có chồng, mới có đứa con ngoan hiền, yêu dấu và đẹp đẽ, nhưng mà con của nàng bệnh và chết. Mọi người đã chỉ đến Đức Phật để cứu con của nàng. Nàng cũng ôm sát con của mình tới cầu Đức Phật cứu. Đức Phật ngài cũng biết cái duyên lành của nàng, và ngài với cái lòng đại bi, ngài nói này, Kisagotami, con đi tìm hạt cải trong nhà, trong nhà người nào mà không có người chết. Đó là một cái lời dạy để cho Kisagotami biết trong nhà người nào cũng có người chết hết. Hột cải thì có, nhưng mà tìm hột cải trong nhà không có người chết quả thật là không bao giờ có. Các pháp hữu vi, danh và sắc này luôn sanh và diệt, chúng sanh chỉ tồn tại một thời gian. Thì chúng ta thấy rằng Kisagotami đã tự mình thấu triệt cái lời dạy trong cái thời gian đi tìm hạt cải, và đến xuất gia và nghe Đức Phật thuyết giảng và bắt đầu quả tu đồ quần, và sau này trở thành đạo quả là khác. Hay là chúng ta thấy Đức Phật ngày đầu ăn Angulimala, vì ngài thấy Angulimala sẽ giết mẹ của mình, nhưng mà cái duyên lành đã đến, Đức Phật ngài xuất hiện để ngăn ngừa Angulimala không giết mẹ của mình và giết Đức Phật. Và Đức Phật thì cũng độ cho Angulimala dứt trừ sự sát hại, với một cái ước muốn cuồng vọng, với một cái sự hủy hoại của ông thầy đối với mình mà Angulimala không biết. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngự vào rừng để cho Angulimala vừa thấy mẹ mình mà không giết, mà đi giết Đức Phật, giết Đức Phật như vậy. Hay là chúng ta thấy rằng hai dòng họ cô Lý Á, hai dòng họ Sắc Kỳ Giá và cô Lý Giá đó, chuẩn bị tàn hại nhau vì tranh giành nước, mà Đức Phật ngày ngự ra đi giảng hòa, và ngày nói lên cái sự lợi ích của sự sống máu và nước mắt. Còn nước á, thì rất là rẻ, nhưng mà người ta sống tích lũy vật thực để có máu trong cơ thể, bây giờ dung đao múa kiếm giết hại lẫn nhau, máu đổ như vậy thì thật quả thật là một cái sự ngu si, làm cho hai bên tỉnh ngộ, từ đó trở đi không có tàn hại lẫn nhau, không có tranh giành tàn hại nhau. Thì biết rằng đối với Đức Phật ở đời thì mỗi ngày đó, cái việc đại bi của Đức Phật đi độ đời đó, mỗi ngày suốt 45 năm như vậy, chúng ta không có thể nào mà nói cho hết được. Chúng ta kể những cái câu chuyện để chúng ta thấy như Đức Phật ngày ngự vào trong rừng độ
chồng và con của người thợ săn nhảy ngựa vào trong rừng để độ những người này. Và tất cả những người này đã giác ngộ tu đồ quần đạo quả. Quả thực chúng ta thấy Đức Phật ngày đi bộ và ngày độ tất cả chúng sanh. Những người nào có duyên thì ngài đều tới, dù là những người đó thâm sơn cùng cốc. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái mẫu chuyện như là vị tu sĩ đó, đó với người con trai đó, với người thí chủ để quanh co, để không có đi đúng đường, để cho Đức Phật này không có đến được. Nhưng mà thật sự ra lòng đại bi của Đức Phật là lòng đại bi chứ không phải vì cái lễ phẩm cúng dường ngày hôm đó mà ngài đã có cái tâm đại bi để tế độ chúng sanh. Dù chúng sanh đó ai cũng ngăn đường cản dắt thì Đức Phật này cũng vẫn để độ. Hay là chúng ta thấy một cái ốc đảo giống như Cù Lao Phố vậy, những người Bà La Môn tà kiến họ lấp giếng khi mà biết Đức Phật ngày ngự lên rồi Đức Phật ngày đã tế độ cho một người chiên đà phát tâm múc nước cúng dường cho Đức Phật. Và nàng múc nước cúng dường cho Đức Phật á, nàng biết mình sẽ bị người ta chọi đá mà chết, nhưng mà nàng vẫn phát tâm. Nàng nghĩ sống cả đời mà không làm được thiện nghiệp không bằng sống một bữa mà làm được thiện nghiệp. Và nàng đã hy sinh mạng sống của mình để phát tâm cúng dường cho Đức Phật nước và bị những người Bà La Môn trong làng đó lấy đá quăng nàng chết. Và nàng sanh lên cõi trời rồi nàng hiện xuống nhân loại. Đức Phật này cả dân làng thấy được cái hào quang thù thắng của nàng. Và nàng chỉ cái xác thân của nàng, xác thân nô lệ của nàng đã bị những người quăng đá chết do cái thiện nghiệp cúng dường bữa nước đến Phật và chư tăng mà nàng sanh lên thiên cung cõi trời, để tỉnh ngộ những người tà kiến, để tỉnh ngộ những cái người bị danh lợi, bị tài vật ngăn che cái mờ mắt của những người đạo Bà La Môn. Thì thật sự ra chúng ta thấy rằng đối với cái lòng đại bi của Đức Phật, mỗi ngày suốt 45 năm, dù chúng ta có kể bao nhiêu chuyện thì cũng không thể nào nói hết 45 năm. Mà ngày nào Đức Phật này cũng bủa lưới đại bi để tìm chúng sanh có duyên. Và chúng ta thấy rất là nhiều từ quý thuộc, rồi từ những người kẻ cướp, từ những nàng kỹ nữ. Chúng ta thấy như kỹ nữ Ambabali, dù là một kỹ nữ như vậy, nhưng mà Đức Phật thì cũng thế độ và cũng được xuất gia, cũng được xuất gia. Và cái lòng đại bi của Đức Phật đương thời đó, chúng ta thấy xóa bỏ cái giai cấp nữ giới để cho nữ giới được ngang hàng với hàng xuất gia ở trong tăng chúng. Đó cũng là một cuộc mà ngoài người đời ta thường gọi là cuộc cách mạng giải phóng những người phụ nữ. Nhưng mà thật sự ra chúng ta biết rằng cái tâm đại bi của Đức Phật, ngài thương tưởng bất luận là người nào, dù là người cùng đinh mạt giận, hay là những người quét rác mà biết mình dòng tộc nô lệ giai cấp hạ tiện muốn tránh Đức Phật, nhưng mà đi đâu cũng gặp Đức Phật hết. Và Đức Phật ngày đã gọi đến và ngày đã thuyết giảng, ngày cho biết rằng nước mắt mặn máu vẫn đỏ, dù là người có màu da khác biệt, nhưng mà những người nào có sự thực hành thì người đó đều là người cao quý dù ở giai cấp nào. Nên chúng ta thấy Đức Phật đã thuyết giảng 4 hạng người đó, người từ bóng tối đến bóng sáng. Ngày cho biết rằng những hạng người là những người thấp, còn bé hỏng ở đời, xấu xí, tàn tật, bệnh hoạn, không tài sản, không nhà cửa, không ruộng vườn, nô lệ bán thân. Nhưng mà những người này hành thiện nghiệp thì Đức Phật vẫn nói là từ bóng tối đi vào bóng sáng. Và những người dù là giai cấp giàu sang quý tộc, nhưng mà những người đó, đó cũng được Đức Phật thuyết giảng với cái pháp môn là từ bóng sáng đi tới bóng sáng. Và ngài nói lên cái sự hư hỏng của người từ bóng sáng đi vào bóng tối. Đó là những người sanh ra có của cải, tài sản, địa vị, quyền lực, ruộng vườn, đất đai, một ngà châu báu. Nhưng mà những người không làm việc lành, từ thân, không từ bỏ sắc sanh, trộm cắp, tài dâm,
từ khẩu không từ bỏ nói ác, nói đâm thọc, cái tiêu dệt, nói nhiều ác, từ ý, không từ bỏ tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thì Đức Phật ngày cho những người đó biết rằng người đó sẽ từ bóng sáng đi vào bóng tối, sau cái đời sống già son này sẽ rơi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la. Như vậy rõ ràng cái tâm đại bi của Đức Phật đó, Ngài thuyết giảng cho người giàu để hướng thượng họ giác ngộ giải thoát. Nên chúng ta thấy ở đời có rất là nhiều những người giàu sang, như trưởng giả Chô Thí Cá cũng quy y Đức Phật, Vô Bình Sa Dương cũng quy y Đức Phật. Nói đến sự quy y Đức Phật thì chúng ta thấy vua chúa cũng rất là nhiều, gia chủ Bà La Môn đến thiên chủ Đế Thích, dù là cõi trời như vậy nhưng mà cũng quy y Đức Phật, cũng nhờ Đức Phật mà thoát khỏi đọa xứ. Thì cái tâm đại bi của Đức Phật quả thật là chúng ta có thể nào lấy bút mực nào để mà nói được. Nhưng mà ở đây vì cái tuần lễ Phật đản muốn nói lên để chúng ta suy tư về cái ân đức của Đức Phật. Mỗi ngày Đức Phật ngày ngồi thiền, ngày buộc lấy đại bi, tìm chúng sanh để rồi ngày tế độ. Những chúng sanh này nhiều khi là những người ngỗ nghịch. Chúng ta thấy trong Bà La Môn có 5 đứa con bất hiếu. Đức Phật này dạy những bài kệ, đọc giữa quần chúng, rồi những đứa con đó bị hành phạt, thì người cha đứng ra xin, và những đứa con đó đã biết hối lỗi. Từ những cái đứa con được cha mẹ chia của cải, rồi bỏ đói, bỏ xua đuổi cha mẹ như vậy. Từ một cái bài kệ Đức Phật này dạy, Ngài nói là cái ý nghĩa của cây gậy còn hơn đứa con bất hiếu. Vì cái cây gậy đó có thể đánh chó, đuổi mèo, có thể tránh dò đường, trơn trợt, bóng ban đêm này kia nọ. Làm cho những đứa con này tỉnh thức, biết được. Đức Phật này đem hình ảnh cây gậy lột đòi vô tri như vậy, nhưng mà vẫn hơn những đứa con bất hiếu. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, bậc đại bi thật sự, Ngài đã tế độ những người đau khổ, bị xã hội ruồng bỏ, bị mọi người áp bức, bị tù dập, bị này cái nọ, giai cấp đen tối trong cuộc đời này, làm những nghề ti tiện, hạ liệt trong cuộc đời này, nhưng mà Đức Phật vẫn độ. Chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày thuyết giáo cho những đệ tử của Đức Phật, và những vị này cũng vẫn độ những người ăn cướp, những kẻ hung tàn bạo ngược. Chúng ta thấy như ăn dạ xoa láo cá đó, rất là hung tàn bạo ngược. Nhưng mà Đức Phật này dạy riết mà a la cá trở thành một vị hộ pháp, hộ trì Phật pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rồi Đức Phật ngày tế độ vô lua cho vua a la quy và hoàng tử a la quy lúc còn nhỏ, đã đem cái dạ xoa ăn, Đức Phật ngày đã thuyết giảng, và vợ sao lá cá đã cúng dường đứa bé A-la-quy, là hoàng tử A-la-quy cho Đức Phật. Và vua A-la-quy nhận được con của mình trở về, quả thật không có cái gì mà để nói lên cho hết được. Khi một người con của mình sắp bị vợ xoa ăn thịt, bây giờ con của mình trở về, một vợ xoa đe dọa cả thành trì A-la-quy, bây giờ quay đầu hướng thiện, không còn tàn hại ai nữa. Mình đọc những cái câu chuyện này quá thật, nếu mình suy nghĩ thì cái lòng đại bi của Đức Phật không có thể nào mình nói cái gì được. Mình chỉ có đọc và mình có cái cảm nhận trong tâm của mình mà thôi. Với cái lòng đại bi của Đức Phật quá thật là vô lượng như vậy. Mỗi đêm Đức Phật ngày quán duyên để ngày tế độ những chúng sanh. Những chúng sanh đó can cường, những chúng sanh đó người tà kiến, cuồng tính này kia nọ, Đức Phật cũng tế độ. Chúng ta thấy như là bà Quy Sắc Ha có ông cha chồng là ngoại đạo, mà cuối cùng thì cũng trở thành những cái tín đồ. Hay là chúng ta thấy Đức Phật ngày sai ngày một Kiền Liên đi độ một gia đình keo kiệt, sau khi hiểu biết được Phật pháp đã từ bỏ cái sự keo kiệt, đã bỏ ra cái tài sản để làm những cái thiện nghiệp công đức cho cái lợi ích an lạc lâu dài và đắc chứng đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thật sự trong cuộc đời này nhiều khi mình nghĩ như là ông Hoàng Nanh Đà, ngài đăng quang nhập điện và thành hôn mà Đức Phật cũng độ. Nhiều khi mình nghĩ rằng phải để cho ông Hoàng đó, ông làm vua rồi ông có vợ rồi ông đăng quang nhập điện để ông hưởng hạnh phúc.
Nhưng mà thật sự ra đó, chúng ta không bao giờ biết được. À, dù là vua chúa như vậy, dù là cung vàng điện ngọc, dù là những cái đó đó, nó vẫn đầy những cái đau khổ mà ông hoàng Mahanama thường nói lên. Hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Thật sự hạnh phúc vì đang tu tập và hạnh phúc vì không có người đe dọa. Nhưng mà ông hoàng Mahanama lúc còn là đế vương đó thì bao nhiêu cái sự hăm dọa, bao nhiêu cái sự tính toán mưu mô, cũng như bây giờ chúng ta thấy Putin hay là Tập Cận Bình mà luôn luôn cũng có người trù giết hay là tìm cách để hạ bệ vậy. Thì thật sự những người đó nhiều khi họ chỉ qua một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ, mình thấy đầu họ tóc bạc hết trơn. Mình không bao giờ biết cái nỗi khổ của đế vương. Nếu mà tạm thời giống như mình giờ mình làm trụ trì ở chùa, mình thấy cái nỗi khổ của trụ trì thì mình mới biết cái nỗi khổ của mình chẳng thua gì đối với những vị đế vương. Họ khổ trăm chiều ngàn hướng, họ khổ gì nhiều mà, chứ không phải như là mình. Nhưng mà mình không bao giờ cảm nhận được, mình nghĩ là đế vương như vậy là hạnh phúc. Nhưng mà thực sự ra không hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc nội tâm của gì. Khi cái hạnh phúc từ bỏ tham sân phi si, từ bỏ những sợ hãi, từ bỏ những quan trái quán thù, thật sự là hạnh phúc tối thượng. Nhưng mà những cái hạnh phúc này trừ khi nào mình có tu tập, mình mới cảm nhận được cái hạnh phúc này. Còn không thì mình không bao giờ cảm nhận được cái hạnh phúc này. Cho đến khi mà chúng ta thấy Đức Phật ngày tế độ chưa tăng, dạy chưa tăng có y bát là những cái vật cần thiết thôi. Mà thậm chí sau này chúng ta thấy những người tu họ tính ra những cái bát bằng bạc, bằng ngà, bằng này kia nọ đó, đều được Đức Phật ngày chế định học giới, ngày cấm, mà cấm hết. Nhưng mà giờ chúng ta thấy những người họ xài cái đó thì chúng ta biết là họ vượt qua cái lời dạy của Đức Phật. Vì Đức Phật này biết được cái của cải đó sẽ là những cái đe dọa tánh mạng của chúng ta. Nên Đức Phật ngày dạy chư tăng y và bát đó, là những cái vật dễ tìm, những cái vải quăng bỏ, những cái bát á được xài không có giá trị, vị tỳ khưu thọ dụng gìn giữ cái bát y đó để đi khất thực mỗi ngày mà ăn thôi. Như vậy thì thật sự á, chúng ta thấy rằng cái lòng đại bi của Đức Phật từ chư tăng, từ những cái điều kiện mà Đức Phật đề dạy vị trụ trì phải có cái tư cách tiếp đón tăng chúng, hoặc là chỉ nhà vệ sinh, chỗ nước, uống nước rửa chân này kia nọ, cái phận sự bị trụ trì phải làm. Đức Phật này dạy thật sự ra, nếu mà chúng ta đọc vào thì chúng ta thấy cái lòng đại bi của Đức Phật thương chư tăng, dạy nhiều cái phương pháp để làm sao, để làm sao mà thiện nghiệp, thiện pháp tăng trưởng ở trong cái nội tâm mà tu tập mỗi ngày, dù ở cái địa vị nào. Dù là một vị khách tăng, dù là một vị trụ trì, dù là một người thường trụ, thì đều được Đức Phật dạy. Cho đến Đức Phật này dạy cái phận sự thầy trò, cái phận sự vợ chồng, cái phận sự chủ tớ đó. Mình nói thật sự đó, đọc những cái bài kinh đó mình không có thể nào nghĩ được, tưởng tượng được một người dạy tận tụy, người chủ phải biết cho tiền lương, phải biết cho nghỉ lúc bệnh hoạn, phải biết giao công việc vừa chừng. Những cái việc đó thật sự ra đó, Đức Phật ngày đã dạy cho một người chủ phải có cái tâm suy nghĩ giao cái việc nào cho người làm họ làm được. Họ bệnh đó, mình phải cho họ nghỉ, và có những món ngon vật lạ mình nên cho họ ăn để gây cái tình thương yêu, để mình có như cái sự quan tâm của mình đối với người ăn kẻ ở. Quả thật thì nếu mình đặt bất luận là ở cái góc độ nào, mình thấy là Đức Phật này dạy cái người chồng cũng vậy, chung thủy với vợ, không ngoại tình, rồi không khinh thường vợ, rồi biết tặng quà cho vợ những ngày kỷ niệm ngày sinh nhật thì cái nọ. Và thật sự những cái điều đó mình thấy rằng trong xã hội này có lẽ là không có một ai mà dạy với cái lòng thương tưởng như Đức Phật. Thì ngài là bậc đại bi, nên ngài dạy người chồng phải đối xử với người vợ thế nào, rồi người vợ phải đối xử với người chồng thế nào, phải biết giữ gìn tài sản của chồng đem về, phải biết trung thủy với chồng, không ngoại tình, phải biết đón tiếp bên hai bên nội ngoại đó, là biết cái cách sắp xếp
bén khéo, lanh lợi trong cái sự ứng xử công việc. Những cái điều đó thực sự ra đó, chúng ta không có tìm được một người nào mà dạy đầy đủ. Nên thường thường các cái nhà triết học, các cái nhà lý luận đó, họ nói rằng Đức Phật là bậc triết lý, Đức Phật là bậc nhà khoa học, Đức Phật là đại giáo dục. Nếu mà cần học ai thì không cần, chỉ cần học với Đức Phật thôi, chúng ta sẽ trở thành những người được giáo dục dưới góc độ là ông cha hay là cái phận sự tôi tớ, cái phận sự chủ tớ, cái phận sự bạn bè. Chúng ta không có tìm được một cái người nào mà dạy như Đức Phật. Nên đó, thường thường những cái người nào thật sự họ đọc kinh của Đức Phật rồi đó thì họ chỉ có cúi đầu thôi, chỉ có cảm niệm được cái ân đức đại bi của Đức Phật thôi, chứ họ không bao giờ có cái gì để nói thêm vô nữa quý vị, không có gì để nói thêm. Đức Phật này dạy vua chúa cũng vậy, biết ứng xử như thế nào, thương tưởng dân tình, không có xu cao thế nặng, không có sân hận, không có dục lạc quá độ, không có thế cao làm cho dân khổ này kia nọ. Quả thật nếu mà vua chúa mà học được những cái điều mà Đức Phật này dạy đó, mình nghĩ những bài lễ bái lục phương đó, như là thầy dạy cho trò, dạy cho trò dạy hết nghề, dạy cái lòng bi thương trò, khích lệ trò, khen trò trước đám đông, những cái chuyện đó thật sự ra đó, chúng ta không có tìm thấy được người nào như Đức Phật với cái lòng thương đệ tử, thương tất cả chúng sanh, với cái lòng đại bi vô lượng đối với tất cả mọi loài. Ngài dạy chúng ta đừng nói gì, bởi vì Phật giáo chỉ cần giữ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thôi, thì quả thật cả thế giới này biết bao nhiêu cái loạn lạc, mà họ chỉ cần gìn giữ được năm giới này, họ sẽ mang lại cho đời sự bình an. Nên thường thường chúng ta thấy vô quý thí chính là mình giữ giới, và Đức Phật ngày khuyên những người cư sĩ giữ giới như vậy, đem lại lòng đại bi cho muôn loài như vậy, không có sát hại, không có tàn hại, không có lòng sân hận đối với các loài như vậy, không có giết hại các loài. Nên đó, khi mà mình nói đến cái tâm đại bi của Đức Phật thật sự đó, thì chúng ta có nói bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu ngôn ngữ đạo thì cũng không nói hết cái lòng đại bi của Đức Phật đối với chúng sanh. Không có thể nào nói hết được quý vị. Chúng tôi cảm nhận là không có thể nào nói hết được. Vì suốt 45 năm ngày nào ngày cũng làm như vậy. Ngày nào cũng tế độ thương tưởng đời, ngày dạy từng ly từng tí cho vua chúa, ngày gặp ngày cũng dạy. Rồi những người lao công phục dịch ngày cũng dạy. Như là đi làm sớm, ngủ nghỉ sao, vừa lòng với chủ ban, vừa lòng với chủ ban, dán khéo công việc mà chủ giao, làm cho nó chu tất, chứ không có làm cho lấy có. Những cái tư cách đó thật sự ra chúng ta không có tìm thấy được cái người nào mà dạy cái người tớ phải làm như thế nào để được cái tình thương, làm như thế nào để đạo đức tăng trưởng trong tâm của mình. Thật sự không có ai như là Đức Phật. Ngày dạy chủ tớ, ngày cũng dạy, ngày dạy người chủ, người tớ, ngày dạy vợ chồng, rồi ngày dạy thầy trò, rồi ngày dạy cha con, ngày dạy vợ chồng. Trong xã hội này không còn cái chỗ gì mà chúng ta không thấy Đức Phật ngày không dạy cái gì. Không có chỗ nào mà trong cuộc đời này chúng ta không thấy rằng ở cái giai cấp nào mà Đức Phật không dạy để mang lại cái sự an lạc. Làm người thì Đức Phật thì dạy không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Như vậy thì thật sự ra chúng ta nhìn thấy, nếu mà thật sự những người nào hành đó là dạy Đức Phật, mình chỉ có tam quy và ngũ giới thôi, mà Đức Phật gọi là tám nguồn công đức. Có tam quy và ngũ giới là tám nguồn công đức. Nguồn công đức nó giống như những cái mũi nước vậy, những cái mũi nước nó sẽ chảy nước ra, nó mang lại sự tươi mát cho vạn loài, nó làm cho mọi người được mát mẻ, giải thoát những sự bức bách của thiếu thốn nước nôi. Thì cái đạo đức của Đức Phật dạy cho chúng sanh thoát khỏi những bức bách của tham sân si, để đạt được vô tham vô sân và trí tuệ, để đạt thành những cái quả vị tối thượng trong cuộc đời này. Thì chính vì như vậy nên khi mà chúng ta nhìn vào từ lúc mà Ngài giác ngộ cho đến lúc Ngài niết bàn, Ngài đi đến Kusinara là một cái địa phương, một cái thành phố tương đối là nhỏ. Để làm gì? Để xá lợi được chia đầy đủ các nước. Nếu Ngài ở những cái cường quốc đó, thì vua chúa sẽ giữ lại không chia xá lợi ra các
phần bằng nhau ở các vùng. Nên Đức Phật Ngài đã đến Kusinara để Ngài viên tịch Niết Bàn. Ngài nghĩ về xá lợi được chia ra cho nhiều nước lễ bái cúng dường, để chúng sanh nó tăng trưởng cái phước báo công đức. Nhìn từ lúc mà thành đạo cho đến lúc mà cái đêm cuối cùng Ngài Niết Bàn bỏ thân ngũ uẩn, Đức Phật Ngài cũng suy nghĩ lợi ích cho chư thiên trời người. Như vậy chúng ta thấy rằng không có chỗ nào Đức Phật Ngài không có lòng đại bi, không có giai cấp nào mà tình thương của Ngài không chan chứa tràn đầy đến chúng sanh đó. Mình gọi là tràn đầy gì? Ngài dạy đầy đủ, không có một cái gì mà Ngài không nói. Có một cái lợi ích nào thì Ngài cũng dạy. Và có một cái sự đau khổ nào Ngài cũng nhắc nhở. Ngài cũng nói về cái sự đau khổ. Nếu mà mặt trời mọc lên mà mình còn ngủ, có cái tâm tư duy vậy với người khác phái, ăn chơi trác táng là những cái điều mà bại vong Đức Phật Ngài thuyết giảng. Thật sự đó, những cái điều mà Đức Phật Ngài thuyết giảng, quả thật chúng ta có nhiều cái để mà chúng ta suy nghĩ. Như là người tuổi trẻ đã qua mà có cô vợ tuổi trẻ đó, người mà tuổi lớn, cái tuổi lớn đó, mà có cô vợ trẻ đó, ghen đêm ngày, đêm nằm không ngủ được. Nhiều khi mình đọc những cái đoạn đó, nhưng thật sự ra đó, ở đời thì người ta thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật biết những người đó đau khổ nhất, những người đó là những người đau khổ nhất. Nên Đức Phật Ngài nói rằng đó là con đường bại vong. Thật sự ra mình đọc vào kinh Bại Vong, mình thấy nhiều điều mà Đức Phật Ngài dạy. Nếu mà mình thực hành theo đó, mình sẽ đi vào con đường bại vong. Quả thật Đức Phật đó, với cái lòng đại bi và thương đời, dù là người đó già hay trẻ, nhỏ hay lớn, giàu hay nghèo, gia cấp nào, thì Đức Phật Ngài cũng thuyết giảng để biết giữ mình, để đạt được cái sự an lạc, để khỏi sự đọa xứ, nếu thực hành theo lời dạy Đức Phật. Còn bây giờ thì người ta vượt khỏi lời dạy của Đức Phật, nên họ đi vào trong đọa xứ, thưa quý vị. Nếu mình thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì chắc chắn rằng những quý Phật ra đọa xứ, khi bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Thật sự là như vậy. Nhưng mà người đời vượt qua những lời dạy của Đức Phật, không hành trì theo lời dạy của Đức Phật, nên họ mới rơi vào trong đọa xứ, đi vào con bài bông. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng với cái tâm đại bi của Đức Phật, từ chúng tỳ khu ni, đến sa di sa di ni, đến nam cư sĩ, nữ cư sĩ, đến vua chúa, đến thương buôn, đến quan lại, ngài đều dạy những cái pháp mang lại sự hạnh phúc bình an cho mọi loài, để diệt tận những cái sự đau khổ cho chúng sanh. Nhưng mà ngài dạy như vậy, với cái lòng đại bi như vậy, nhưng mà người đời vượt qua lời dạy của ngài, không chấp nhận cái lời dạy của ngài, nên đời thật là rối rắm, người ta thật là sa đọa, là như vậy quý vị. Nên nhiều lúc mình ngồi đọc lại một vài mẫu chuyện thôi, mình thấy cái lòng đại bi của Đức Phật, dù là những cái chuyện từ chuyện tiền thân cho đến chuyện hiện tại, chúng ta thấy như là những người chăn dê, chăn bò, chứ còn gặp Đức Phật thôi, cúi đầu xá chào, cúng dường những cái bánh như giống như bánh bột mì vậy đó, cho Đức Phật. Rồi những người đó cũng thân hoại mệnh chung là bị bò hút, bị rắn cắn. Nhưng mà Đức Phật lại biết rằng ngài đến đó, đó là một phần quà để người này từ bỏ thọ mạng khi mà cái hiểm quả đến, để sanh về cõi trời. Thường thì nhiều khi chúng ta thấy rắn cắn hay là bò hút, chúng ta nghĩ xui xẻo. Nhưng mà đối với Đức Phật lại biết cái tuổi thọ của người đó đó, đến đó là đã hết rồi. Đến đó là hết rồi. Người này cần phải có một cái thiện tâm để sanh lên cõi trời khi từ bỏ cái thân này, không có tham ái chấp chặt vào những cái thân này, nhận rõ cái thân này do nghiệp sanh quả báo xây dựng trong cái sự sanh tử, cái sự nhân quả, cái sự vay và sự trả của chúng sanh. Nhưng mà khi gặp Đức Phật rồi, họ vượt khỏi sự luân hồi trong đọa xứ, và họ được sanh vào thiên giới, họ làm những vị thiên tử, họ làm những người phú quý giàu sang, vì Đức Phật dạy phương pháp cho họ. Nên họ đã biết thức tỉnh, đã biết thực hành,
và đã vượt khỏi đau khổ, họ hưởng được những cái quả phúc nhân thiên, rồi cái duyên giác ngộ giải thoát thành thánh nhân của họ vẫn là ở phía bên sau, phía bên kế bên họ. Thật sự đó, khi mình đọc bất luận là một cái câu chuyện nào cái gì, nếu mình suy nghĩ sâu sắc đó, mình mới thấy lòng đại bi của Đức Phật quá thật là bao trùm, từ những vị phạm thiên bát cá hay là những cái vị phạm thiên tà kiến, Đức Phật thì cũng lên tế độ. Ngài cho biết rằng nếu không hướng tâm, không có suy tư đúng đắn, còn gìn giữ ôm ấp những cái tà kiến, sẽ rơi vào trong đọa xứ. Chính là những cái ác pháp tà kiến, những cái chấp chặt sai lầm này, đó là những cái bệnh hoạn của tâm, đó là những cái trở ngại trong sự tái sanh. Và làm sao để đào thải ra khỏi, giống như người ăn chất độc phải mau ôm nôn mửa ra ngoài, những cái tà kiến đó nó cũng là những cái độc tố trù dập chúng sanh trong đọa xứ. Nên thường thường quý vị thấy tại sao bị tu đầu quần nó diệt được tà kiến và hoài nghi đó, vì này không còn đọa vào bốn đường ác đạo. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó, con người đó có tà kiến và hoài nghi nên chung vào trong bốn, và Đức Phật thì diệt trừ tà kiến và hoài nghi để chúng sanh nó vĩnh vào đọa xứ. Như vậy thì chúng ta thấy là thật sự đó, Đức Phật thuyết giảng cái pháp để chúng ta trục xuất ra, chúng ta nôn mửa cái sự hoài nghi Phật pháp tăng, hoài nghi nhân quả. Đó là cái thật sự Đức Phật là một cái bậc đại bi vô lượng trong cuộc đời này, không có tìm được một người nào. Nên nhiều khi quý vị biết là những người Phật bỏ Phật giáo mà theo những tôn giáo khác, quả thật là ngây thơ khờ dại, không có để chút tâm tư đọc và tìm hiểu, nghe và thực hành. Nếu người đó mà để chút tâm tư học hỏi đúng một cái buổi học như là buổi học trong Phật pháp này, thì họ đã nôn mửa những cái hoài nghi và những cái tà kiến, họ không còn tin tưởng những cái tôn giáo tà thần đâu quý vị, không còn. Hoặc là cái ác duyên của họ đó, họ nghe rồi nhưng mà họ không có tỉnh ngộ, những cái ác tà kiến trong tâm của họ đó nó đã quá đổi, không có thể nào xây nẹo ra. Chỉ có khi nào họ rơi vào trong đọa xứ, họ cảm nhận được cái điều đó, và họ có cái tâm ghê sợ những cái đọa xứ đó do cái tà kiến mang lại, họ mới có thể thức tỉnh. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện, những người tà kiến họ rơi trong đọa xứ, họ sanh làm ngã quỷ, họ xin phước chư tăng, xin phước Đức Phật là như thế nào. Mà Đức Phật này cũng từ bi này, thuyết về kinh ngạ quỷ ở bên vách tường đó, suốt một thời gian, để cho những chúng sanh rơi vào trong đọa xứ đó được thân bằng quyến thuộc hồi hướng phước để thoát ly ngạ quỷ đau khổ. Thì thật sự đó, chúng ta nhìn vào những cái bài kinh mà Đức Phật ngày thuyết giảng, như là bài kinh về tâm từ, ngày thuyết giảng để cho những hàng thì khu sống trong rừng, cho những loài rắn, những loài phi nhân không có quan trái. Thật sự ra chúng ta thấy không có ai mà có cái tâm đại bi, cho đến chỗ ăn, chỗ ở, chỗ của mình, Đức Phật cũng dạy phải suy tâm hướng tưởng như thế nào để không có quan trái quán thù với mọi loài. Ngay trong hiện tại này, để giải những cái quan trái quán thù chất chồng trong nhiều kiếp, cũng nên hướng tâm để hóa giải. Thật sự thì chúng ta thấy rằng như là Angulimala lúc mà giết hại người sao hướng thiện rồi đó, cũng bị bao nhiêu người chọi đá. Mỗi bữa Đức Phật ngày khuyên, ngày khuyên, ngày nói những cái ác nghiệp này đáng lẽ là phải rơi vào đọa xứ nhiều lần, nhiều trăm lần phải chịu đau khổ, nay bị người ta quăng đá bể đầu rách y, chỉ là một chút ít nhỏ nhoi giống như miếng đá cầm trên tay với cái núi đá quê bun lá. Nếu mà những cái ác nghiệp này rơi vào đọa xứ đó thì kinh cũng đau khổ như thế nào, nay thì giác ngộ giải thoát còn quả dư sót chút đỉnh, mọi người sẽ hết quan trải quán thù khi cái tâm từ bi của con phát triển để hóa giải những cái quan trải mà con đã làm trước. Thật sự ra đó, chúng ta nhìn vào cái câu chuyện của ngài Angulimala
trước khi về với Phật giáo, trước khi gặp Đức Phật, thì Ngài đã giết hại, gây ra cái sự tổn thương, làm cho mọi loài, mọi người sợ hãi. Cả Đức Vua mà khi mà nghe đó, đồ ăn bu li má lá, Đức Vua cũng lông tóc dựng ngược, và không có lời nào để tán thán nữa, vì Đức Phật này quá vô lượng. Một người hung tàn bạo ngược, làm cả thành phố vắng tanh người như vậy, một kẻ giết người khát máu như vậy, mà Đức Phật ngài đã tế độ vào cái hàng ngũ xuất gia, đời sống hành phạm hạnh như vậy. Quá thật không có ai có thể làm được chuyện đó, chỉ có Thế Tôn mà thôi. Chỉ có Thế Tôn mà thôi. Thì bữa hôm nay đó quý vị cần có cái sự đóng góp của quý ngài với cái bài học về lòng từ của Đức Phật. Con nghĩ rằng dù có trình bày bao nhiêu, dù có nói bao nhiêu chuyện, dù có kể bao nhiêu lần, dù có nói bao nhiêu ngày, cũng không nói hết cái lòng đại bi của Đức Phật. Bữa hôm nay thì con xin trình bày với cái giới hạn của mình là như vậy. Phước nào phát sanh được, kính dâng lên với ngài, chia đến quý vị sẽ hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả được an vui, xa rời sự khổ. Bây giờ thì con kính đảnh lễ ngài Hòa Thượng Giác Đẳng, mong ngài trở lại để tiếp tục cho buổi học hôm nay. Dạ, con kính đảnh lễ với ngài. Xin thay mặt đại chúng kính dâng thưa Pháp Tăng. Và bạch ngài thường Nhất Đẳng, không biết ngài có ở trước máy không ạ? Nếu ngài có ở trước máy, kính thỉnh ngài cầm mic tiếp tục điều họp ạ. Dạ, xin lỗi quý vị, có nghe đi. Dạ, kính thiên thưa tòa Pháp Đăng với Pháp Thoại vừa rồi. Bạch Hòa Thượng Tề Siêu, không biết Hòa Thượng có ở trước máy và có nghe được không? Nếu Hòa Thượng Tề Siêu đang ở trước máy, xin Hòa Thượng hoan hỷ trả lời cho Pháp Thoại đầu tiên, Pháp Đăng, cô Pháp Đăng đầu tiên. Có lẽ Hòa Thượng Tề Siêu không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu, dạ vâng. Ôi, dạ thấy Hòa Thượng Tề Siêu. Dạ, xin lỗi. Bạch Hòa Thượng Tề Siêu. Trong cái sự tu học của chúng ta đó, nếu mà là một người sanh sau để muộn, không còn trực tiếp gặp Đức Phật nữa, và ngày hôm nay ở vào thế kỷ này, chúng ta có hưởng được cái lợi lạc khi mà cảm lòng thương của Đức Phật đối với chúng ta hay không,
hay là lòng thương tưởng của Đức Phật chỉ mang ý nghĩa đối với chư vị tỳ kheo thời Đức Thế Tôn còn tại thế? Xin Hòa Thượng Quang Hỷ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm cá nhân của Hòa Thượng. Có khi nào mà trong đời sống tu tập mà chúng ta cảm nhận được rằng lòng từ bi, thương tưởng của Đức Phật có một cái ảnh hưởng sâu xa đến chúng ta, ngay cả những người đang sống trong thế giới hôm nay không? Kính cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Sư. Nam Mô Bụt Thầy. Thì tổ chức thương thường thì thân hình đồ bi của Đức Phật không phải thể hiện từ ánh mắt hay là từ cái lời nói, lòng từ bi của Đức Phật đã biểu hiện trong cái giáo pháp và Đức Phật ngài thuyết. Như một vị chính đẳng giác, do đó cái việc mà ngài thuyết pháp bằng cái tâm từ bi, nếu mà chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc bằng cái trí tuệ mình thì chúng ta sẽ thấy được đã trải qua trên 26 thế kỷ, ở gần 26 thế kỷ, và lời dạy của Đức Phật luôn luôn là thiết thực. Có cái diệu năng đem lại cái sự an lạc cho người thực hành theo. Nó có cái lời dạy của Đức Phật trong kinh điển thì chúng ta thấy ở chỗ là Đức Phật cả chỉ nói cái pháp đúng với chân lý và pháp liên hệ đến mục đích, nghĩa là có lợi ích thì ngài mới thuyết. Ngay cả ngày hôm nay những người mà họ theo một cái đạo giáo khác, nhưng mà khi họ được cái lời dạy của Đức Phật thì họ cũng cảm nhận được điều đó, và họ thực hành thì họ cũng được an lạc. Cho nên bản thân chúng ta, mặc dù chúng ta sanh sao không nhầm thời kỳ có Đức Phật hiện tiền, nhưng nếu chúng ta có niềm tin, có trí tuệ và có sự tinh tấn thực hành theo giáo pháp này thì chúng ta cũng sẽ đạt được cái sự an lạc. Những lúc mà chúng ta sợ hãi, hốt hoảng, nếu lúc đó chúng ta chiêm nghiệm lời của Đức Phật dạy thì chúng ta cảm thấy an lòng,
chúng ta trấn áp được cái sự sợ hãi, cái sự khiếp đảm đó. Ở trong cái mối đe dọa, cái nỗi khiếp đảm, cái nỗi sợ hãi của chúng ta không phải là cái nỗi sợ hãi vì Lucifer phải dâng hay là rôn gấp phải dâng. Cái nỗi sợ hãi về nghèo khổ, nghèo đói, hay là cái sợ hãi về bệnh tật và là mới đúng sát phải dâng, là nỗi sợ hãi về phi nhân. Và chúng ta còn có một nỗi sợ hãi khác, đó là phi lê sát phải dâng, là cái sự, là cái nỗi sợ hãi do phiền não. Nhưng mà khi chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật, hãy như chúng ta chứng đạt được một cái quả, quả vị nào trong bốn quả vị đó, nhất là quả vị A-la-hán, thì Đức Phật này gọi là Natthi Chaga Rato Phải Dần. Nhưng tỉnh thức không có sự sợ hãi. Nhưng mà là Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một phương pháp để chúng ta tự làm chỗ nương tựa cho chính mình. Đó là cái tâm, tâm từ bi của Đức Phật. Tâm từ bi của Đức Phật. Thật ra thì nếu chúng ta gặp một người nghèo khổ, chúng ta cho họ một cái bát, một chén cơm, hay cho họ chút ít tiền bạc, chúng ta nghĩ rằng vì cái tâm từ bi mà mình giúp đỡ họ. Nhưng thực ra đó, chúng ta cho họ có bánh, họ ăn rồi cũng phải hết, họ ăn qua khổ khổ thôi. Cho họ một bữa ăn, họ chỉ no được trong ngày thôi. Tiền bạc thì họ xài có thể là được một vài ngày thôi. Nhưng mà nếu như mình tạo điều kiện cho họ có được cái công ăn việc làm ổn định, có cái đời sống hạnh phúc, thì như vậy mới thật sự là cái tâm bi của mình nó rộng lớn. Cũng vậy, nếu mà chỉ khi nào mà chúng ta cầu nguyện mà chúng ta được cái gì đó, chúng tôi nghĩ rằng cái đó là tâm từ bi của Đức Phật, nhưng thật sự không phải tâm từ bi Đức Phật đâu. Ở cái mức độ đó mà là Ngài đã để lại cho chúng ta những cái lời dạy, những cái lời khuyên thực tế. Và khi mà chúng ta sống theo cái lời dạy đó, làm theo cái lời khuyên đó, thì chúng ta sẽ thành tựu được cái sự an vui. Khi mà chúng ta cảm nhận qua những vấn đề này đó, thì chúng ta thấy rằng là cái tâm từ bi của Đức Phật nó lan rộng cho đến ngày hôm nay. Ở trong giáo pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết giảng, và do vậy chúng ta vẫn có thể
không được cái lòng từ bi của Đức Phật mặc dù Đức Thế Tôn cả đã viên tịch Niết Bàn. Nhưng mà cái vấn đề này đó thưa quý vị, nói thì nói như vậy nhưng mà hiểu là một chuyện khác. Mà chúng ta cảm nhận được, chúng ta gọi dừng được cái lòng từ bi của Đức Phật Ngài đã ban cho chúng ta thì là một chuyện khác nữa. Bởi không phải tất cả chúng ta đều dễ dàng như vậy. Thí dụ như Ngài cho tiền cho bạc chúng ta đó, Ngài cho của cải gồng cài cho báo, thì mỗi người lãnh chút chút, lãnh phần phần, thì chúng ta cụ thể chúng ta có thể lãnh được. Nhưng mà cái tâm từ bi của Ngài khi Ngài thuyết pháp thì ai có niềm tin thực hành theo đó, và cái lòng tình tín của chúng ta đối với Đức Phật vững trúng ngắn hướng, thì như vậy chúng ta mới cảm nhận được vua Bát Xê Na Đí một lần đi đến Đức Phật ở trong một trạng thái mệt mỏi uể oải. Đức Phật Ngài mới hỏi đại vương vì sao có vẻ như mệt mỏi uể oải, thì vua nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con trong hoàng cung thì sáng trưa chiều tối các ban ngự thiện cứ đem vật thực lên cho con dùng. Liên tục như vậy không bao giờ, bây giờ riết rồi cũng không có cảm thấy ngon miệng, lúc nào cũng bị no, bị no hơi. Thì Đức Phật Ngài dạy cho một bài kệ: những người có chánh niệm ăn uống biết tiết độ, ăn ít gặp thọ mạnh già, chậm tuổi thọ dài. Đức Phật nghe như vậy mới bảo một cái thanh niên Bà La Môn Uttara học thuộc lòng cái bài kệ đó, và khi mà về hoàng cung, mỗi lần mà Đức Vua người ta đem vật thực lên cho vua ngự thiện thì hãy đọc lên bài kệ đó, và nhờ như vậy mà Đức Vua tiết chế được cái vật thực ăn vừa phải thôi, và chỉ có một lần buổi sáng và một lần buổi trưa, nếu có thể được một lần nhẹ vào buổi chiều chứ không có ăn nhiều. Dọn lên thì cho đem xuống hết, vua cho phép đem xuống hết. Giờ vậy trong 7 ngày sau thì Đức Vua cảm thấy khỏe người. Đức Vua lúc đó mới chắp tay hướng đến Đức Thế Tôn nói rằng: Đức Thế Tôn, một vị xuất hiện ở đời đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Thì ở đây thưa quý vị, mỗi lần mà chúng ta gặp cái sự phũ phàng ngang trái ở trong cuộc sống, nếu mà chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ cảm thấy là đời sống của chúng ta có cái chỗ dựa tinh thần một cách vững chắc, không còn cái sự sợ hãi đau khổ. Lúc đó chúng ta mới cảm nhận rằng Đức Thế Tôn vì lòng từ bi Ngài đã thuyết giảng giáo pháp thật may mắn cho ta, khi ta được sanh ra làm người và gặp được giáo pháp, chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó. Mà khi chúng ta cảm nhận được điều đó có nghĩa là
chúng ta đã gọi dùng cái tâm từ bi của Đức Phật rồi. Thế tôi xin có vài lời để chia sẻ cho quý vị trong cái câu Pháp thoại vừa rồi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, không hiểu hai ba ngày qua đó chúng tôi bị hậu Covid hay sao mà chúng tôi bị bệnh trở lại, cho đến hôm nay chúng tôi vẫn còn sốt và nhức đầu nhiều lắm. Cho nên đi vào để chia sẻ chứ chư tăng công việc một chút. Hôm nay thì ở trong room cũng có đủ mặt các vị giảng sư, cho nên cung thỉnh chư tăng giúp cho phần pháp đà. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ, kính thưa Hòa Thượng Tề Sư, xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Và bây giờ thì tiếp theo xin được hỏi Thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh Thượng tọa quan hỷ trả lời cho câu pháp đàm thứ hai. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có nghe được không? Dạ vâng. Thượng tọa Pháp Tân, chúng ta thấy có một điều mà rất là nhiều người cảm thấy là khó hiểu, đó là khi mình nói đến tâm từ bi ấy, thì nó mang tính cách tha thiết, dạ tha thiết mong được sự an vui, mong được bớt khổ. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta nói đến trí tuệ của chư vị A La Hán, nhìn cuộc đời qua cái sự tự nhiên của các pháp, vàng pháp nó ra thế nào thì mình chấp nhận như vậy, thì Thượng tọa Pháp Tân có thể giải thích rằng cái lòng từ bi á, nó có đi ngược lại với cái trí tuệ mà quán chiếu tự nhiên của các bậc thánh không? Tức là trí tuệ như thị, nó như thế nào thì mình nhận chấp nhận nó như vậy, thay vì mình nghĩ là nó phải thế này hay phải thế kia. Xin kính thưa Thượng tọa hoan hỷ chia sẻ một vài suy tư về điểm này. Dạ, Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ẩn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tuệ Quyền, Đức Tuệ Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Đối với cái việc mà tâm từ đây, bởi vì chưa bị hoàn toàn giải thoát, đặc biệt là bậc thánh thấy được thì các pháp đều là nó vốn tự nhiên, thuận theo cái tự nhiên đó. Cái gì có đến thì có đi, có sanh thì phải có diệt. Cái điều đó là hết sức tự nhiên. Để các ngài hiểu được cái lý lẽ của các cái pháp. Cho nên chính vì vậy các ngài cũng không phải như những người phàm phu. Tức là có những cái phản ứng trong cái được và cái mất, cái đến và cái đi. Đối với những người phàm phu thì được và mất, đến và đi đó, thì những cái đó nó làm cho cái tâm của một người phàm phu sao động, chao động. Thì có chao động thì sẽ có những cái sự vui buồn, sự thích thú hay là những cái sự chấp nhận. Vì vậy cho nên là với một người phàm phu thì có phản ứng đối với những cái việc mà mình hiểu ở đây đó là trong tất cả các cái pháp hữu vi này. Cho nên là cái người phàm phu thường có những cái phản ứng mà mình nói rằng là những cái pháp bất thiện nó có thể khởi lên đối với các bậc thánh, đặc biệt là
các bậc A-la-hán thì các ngài thấy nó cái gì đến hoặc là đi đều là do duyên hết, cho nên các ngài cũng không có gì để gọi là phải rằng có những cái sự phản ứng. Thì ở đây đó có nghĩ rằng bởi vì đối với các bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh A-la-hán, thì các ngài đã đoạn tận phiền não, cho nên rằng trong cái việc mà nhìn về các pháp, các ngài thấy rõ, biết rõ những gì vậy. Sự thật ra thì chúng ta thấy rằng với cái long từ, tâm từ của một vị thánh á, nó khác với lại một cái sự gì mà triều mến, cái sự gì mà thích thú của những người phàm phu. Bởi vì sự tham thích hay là sự triều mến của một người phàm phu thì luôn luôn nó đi đôi với ái, nó đi đôi với cái sự chấp thủ. Còn đối với các bậc thánh thì đặc biệt là bậc A-la-hán thì các ngài không có một cái sự chấp thủ gì ở trong đó, nhưng mà các ngài vẫn có một cái lòng từ bi rộng lớn đối với các cả sinh loại. Bởi vì sao? Qua điều đó chúng ta thấy rằng có một cái câu chuyện như là ngài Xá Lợi Phất đó là đi bát để rồi lấy cái vật thực để cho một cái vị tỳ kheo khác, một vị tỳ kheo mà suốt cả đời bị thiếu thốn về vật thực, nhưng mà rồi ngài cũng được ngài Xá Lợi Phất đã cho cái vật thực đó, chia sẻ cái vật thực đó, ăn một buổi no trước khi tịch diệt. Thì ở đây con nghĩ rằng cái lòng từ bi của các cái bậc thánh rộng lớn. Nếu không có đủ rộng lớn thì các ngài không có thuyết pháp độ đời, không có thuyết pháp độ đời. Và còn vì cái lợi ích cho thế gian, giống như chúng ta nghe cái chuyện mà ngài Ca Diếp cũng vậy. Ngài Ca Diếp á, thì ngài đi khất thực, ngài thường đến những cái nhà người nghèo và những người không được có cái sự cuộc sống nó được may mắn, thì ngài thường đến khất thực những nhà người đó, đến những người đó để chi? Những người đó có cái duyên lành để cúng dường đến ngài thì người đó thoát đi những cái sự khó khăn, có được những cái quả lành. Điều đó chúng ta thấy rằng phát sự từ ở cái lòng từ của một bậc thánh. Hơn nữa ngài sống với cuộc đời như là một cái hạnh đầu đà, tức là bằng mặc y phân tạo. Điều đó không phải là ngài không có. Những người đàn tính có thể cúng dường ngài những cái chiếc y rất là quý, nhưng mà rồi ngài cũng không phải là các ngài, ngài vẫn nhận và bận mặc các cái y gọi là phấn tạo. Đó cũng là một trong những cái hình thức, những cái cách để làm gương cho những cái người hậu học sau này. Thì con nghĩ rằng với cái lòng từ cái đối với một người phàm phu thì có thể là chúng ta tu tập về tâm từ, thì có khi chúng ta bị tu tập về tâm từ thì cái tâm từ của mình, cái tâm từ nó cũng là một cái tâm từ của những người phàm phu. Cho nên có lúc thì được khơi dậy, có lúc thì được làm cho nó lớn mạnh, nhưng mà có lúc thì cũng không được khơi dậy, cũng như là không được làm cho lớn mạnh. Nhưng mà đối với bậc thánh thì cái tâm từ đó, nó rộng lớn lắm,
và nó thường xuyên có, thường xuyên có tâm từ đối với mọi loài. Vì vậy cho nên cái sự tiếp độ với Ngài, của Ngài đối với sinh loài, bất cứ những cái hành động gì cũng đều xuất phát, có thể nói rằng trong đó có chứa đựng những cái sự chứa đựng những cái tâm từ đó. Và khi những cái tâm từ đó được phát huy lên thì đều có cái sự lợi lạc, lợi lạc. Cho nên là cái việc mà thấy các pháp đều là thuận theo duyên, duyên đến thì đi, duyên đến rồi đi, hay hoặc là hả có cái sự hiện khởi thì có cái sự biến mất, các ngài biết rõ vậy, hợp thì rồi sẽ tan, tất cả những điều đó thì các ngài hiểu rõ được cái sự vận hành của các pháp. Cho nên các ngài hiểu rõ được cái duyên của nó. Do vậy thì các ngài cũng không có gì để bận lòng. Nhưng mà đối với cái tâm từ của một bậc thánh á, thì nó bao hàm, nó rộng lớn. Và khi mà đều nghĩ đến những cái sự lợi lạc cho quần sinh, lợi lạc cho quần sinh, cho nên ở đó từ những cái hành động gì, từ những cái việc làm của các ngài luôn luôn mang lại những cái sự phúc lạc cho nhân thiên, cho nhân thiên. Cũng như chúng ta thấy rằng là chính vì có lòng từ cho nên là các ngài đã như là thể hiện cái sự tế độ, những cái sự tiếp độ hay là những cái gương lành để cho những cái người, những cái vị hậu học sau này có thể thấy đó, biết đó, để rồi nương tựa và học hỏi theo để được cái sự lợi lạc. Con nghĩ là như vậy. Cho nên rằng để mà thấy được cái duyên trong các pháp đó thì các ngài rất là hiểu rõ những điều đó. Cho nên nếu mà mình nói rằng cái sự tiếp độ của các ngài thì phải nói là tiếp độ cho những người có duyên, chứ còn cái người mà không có duyên thì các ngài cũng không thể tiếp độ được, không thể tiếp độ được. Bởi vì đó, những cái hạnh của các ngài đó luôn luôn thể hiện cái duyên đó, để rồi những cái hàng hậu học sau này có thể bắt chước rồi học theo, noi theo những cái gương lành, những cái gương lành của các ngài, để rồi được cái sự lợi lạc. Cho nên các ngài hiểu duyên, cái thuận theo duyên, theo nhân duyên là một lẽ, nhưng mà cái tâm từ của các ngài thì bất cứ một sinh loài nào các ngài cũng đều có cái tâm từ. Và chính có cái tâm từ đó mới thể hiện được trong mỗi cái hành động hàng ngày, từ lời nói, hành động hoặc là những cái việc làm của các ngài luôn luôn là một tấm gương sáng, để rồi những người khác có thể được cái sự lợi lạc từ cái việc mà mình tiếp cận, hay là từ cái việc mình cúng dường, từ cái việc mình đảnh lễ, từ cái việc được các ngài giáo hóa. Thì con nghĩ rằng hai cái đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy các ngài vẫn hiểu được một bậc, hiểu được cái duyên ở trong cuộc đời này. Duyên đến, duyên đi, tất cả đều là nhân duyên, hiểu rõ được các bạn. Nhưng mà các ngài vẫn có cái tâm từ, cái tâm từ đó lúc nào cũng mong muốn chúng sanh có được cái sự an lạc, lợi lạc ở trong đời sống này. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Thay Gia. Sa thú kính trình Thượng tọa Pháp Tân. Với câu Pháp đàm vừa rồi, Bạch Thượng tọa Tư Quyền, Thượng tọa có trước máy không? Nếu Thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng tọa Quan Hỷ trả lời cho câu câu Pháp đàm sau cùng. Hôm nay chúng ta nói về lòng từ bi của Đức Phật. Và bây giờ chúng ta trở về cuộc sống hiện tại. Thì tôi tự quyền Quan Hỷ chia sẻ với đại chúng là khi mà chúng ta hướng dẫn Phật Pháp cho bất cứ ai, dù là học Pháp hay là hành Pháp, thì lòng từ bi có quan trọng không? Chúng ta có cần phải có lòng từ bi khi hướng dẫn Phật Pháp hay không? Và nếu hướng dẫn Phật Pháp mà không có lòng từ bi đó, nó khác với có lòng từ bi như thế nào
cái phương diện cái kết quả ảnh hưởng vân vân. Xin cái tình ý kiến của thượng tọa Từ Bi. Nam mô Bụt Tha, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sang Khai, Giá Thưa Đại chúng nghe rõ và cảm ơn cô Công An. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Hòa Thượng Sư Phụ Tỳ Siêu và Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tâm Tăng, Tâm Minh Hạnh, Đệ Đức Từ Trì, Đệ Đức Đệ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến với chúng nơi cùng chư Phật tử. Và quả thật, nếu như chúng ta mà có một cái đức tính từ bi trong khi thuyết giảng hay trong khi đàm đạo, đây là một điều hết sức là cần thiết. Bởi vì trong cái lời giảng, trong cái lý giảng, chúng ta có cái tâm từ bi, chúng ta có một cái tâm chia sẻ, chúng ta có một cái tâm bộc phát lên bằng từ cái trái tim. Thì chúng ta tạm dẫn dụ từ trái tim mới đi đến cái trái tim bên kia. Từ cái lời nói mà nó đầy đủ cái từ bi, một cái sự nhẹ nhàng, một cái sự dịu mát, một cái sự đúng pháp á, thì quả thật họ nhận được. Dỗ cho chúng ta thuyết nó không có phải là hay, không phải là giỏi, không phải là vị pháp sư danh tiếng cao sang lỗi lạc gì, nhưng điều mà với cái lòng từ bi đó, chúng ta sẽ gõ cửa được những cái nhân duyên tiền thân mà người ta có thể nghe được mình nói. Quả thật nói rằng các vị pháp sư giỏi hay các vị pháp sư đấu luyện vân vân, thì chúng ta nói một cách đó thì đa số phần đông người ta chạy theo, chứ quả nhiên chúng ta thấy Phật mà Ngài còn từ bi để hóa độ những người hữu duyên của chính Ngài nữa mà. Chứ đừng nói chi đâu, và tất cả ai của mình cũng đều là nhiếp phục được tất cả. Nhưng chúng ta luôn luôn có cái tâm. Cái tâm ở đây có nghĩa là có cái lòng từ đối với mọi người. Nhiều khi người ta hỏi hay nhiều khi người ta không đón nghe, hay nhiều khi người ta ngồi trong hội chúng mà người ta không kỉnh pháp, hay là người ta bắt bẻ trong khi hỏi mình những cái lời này, những cái lời nọ, hoặc là cái lý này, cái lý kia. Thì nếu vị pháp sư có một từ tâm biết bình tĩnh thì quả thật vị pháp sư đó, cái sự chia sẻ đó sẽ được tốt đẹp. Và cũng vậy đó, nếu như chúng ta thể hiện cái lòng từ thì chắc chắn cái lòng từ này nó rải mát, nó như là một cái năng lượng, chúng ta gọi là cái năng lượng, nó được tỏa ra, thì người ta sẽ đón nhận được và xuyên qua cái lời giảng pháp. Cho nên vì vậy phải nói đối với pháp sư rất là cần thiết khi chúng ta thuyết pháp, để thể hiện cái đức tính từ bi. Trong cái lời nói, nếu chúng ta nói hung hăng quá, nếu chúng ta nói một cách tức là ồn ào náo nhiệt hay là hung hăng quá đó, thì nó thiếu cái đức tính bi nhiều, thì người ta cũng khó đón nhận. Mà nếu như chúng ta nói mà chúng ta quá là chậm rãi, quá là từ tốn, nhẹ, thì cái dòng tâm sanh của người ta cũng khó mà đón nhận được. Cho nên vì vậy, ở đây là một cái cũng từng vị pháp sư, từng sự chia sẻ đến cho người. Và dù ở hoàn cảnh nào mà chúng ta nói yếu lý của vị pháp sư, tức là có cái tâm để chia sẻ đến cho người nghe, đến cho thính chúng, mong thính chúng được hiểu, có cái chia sẻ cái tri kiến để họ chỉnh hóa là cái tri kiến, để họ cải chánh được cái tri kiến của mình, hay hoặc là chúng ta dạy cho họ biết tin tưởng một cách đúng đắn, một cách vững chắc, thì đó chính là cũng xuyên qua cái giá trị của từ bi, xuyên qua cái giá trị của cái mà chúng ta làm đạo. Còn chiều này có một Phật tử họ đi đến, nhà họ cúng, họ cho là cúng thất cho chồng họ. Có mấy đứa con đi tới thì tiếp xúc với họ đó, thì khi mà nói chuyện đó, thì xong họ nói xong mà thầy nói chuyện con nghe xong nó nhẹ nhàng quá vậy. Thì kính thưa quý vị, cái chúng tôi cười luôn đó, có lẽ là hôm nay thầy nói chuyện nhẹ nhàng, chắc những người khác thì nói chuyện chắc nó cũng nhẹ nhàng. Thế hôm nay thì nói những lúc mà thầy ngồi thầy nhắc nhở, thầy nói này nói kia về cái vấn đề phải hiểu
cái sự tụng niệm nó như thế nào và cái sự cúng kiến nó như thế nào, và chúng ta phải tưởng nhớ đến người thân ra sao trên thành Phật pháp. Thì lúc đó đó mình thấy họ nghèo quá, cho nên mình hiểu được cái tâm lý của cái người nghèo. Cho nên vì vậy cúng phải như thế này, đừng có lo sợ chỉ một cái bánh củ khoai là được rồi, chứ không cần một cái chuyện gì mà nó ghê gớm, chỉ một ít thôi để mà cúng dường, để mà dâng cho tăng thì người thân của mình sẽ nhận được, hơn là mình cứ cúng cứ bới cơm bới đũa mà gác lên thì cái mạch hòa thượng cũng chỉ nóng sơ sơ thôi, thì cô ta quỳ lên cô ta muốn khóc luôn. Tôi nói không, sư thầy nói nhẹ nhàng và nói từ bi, nói làm như là con cảm nhận được. Cái thì lúc đó con mới nghĩ chắc cô này cũng có duyên với mình, cô nói ít mà cô hiểu nhiều mà cô cảm thấy nó nhẹ nhàng. Còn có những người thì những lúc mình cũng bình thường, nhưng đừng có đá, mình nói rất là lẹ, hay lúc cái tâm tư như thế nào thì mình thấy họ nghe rồi họ không có đón nhận thì nó cũng có như thế. Thì ở đây ở trong cái cuộc đời làm đạo hay là làm vị trụ trì thì gặp rất là nhiều thứ, cũng như vị pháp sư phải gặp rất là nhiều cái tình huống mà nếu như chúng ta không có cái đức tính từ bi hay đức tính mà kham nhẫn với đức tính mà chấp nhận thì chúng ta sẽ khó tồn tại và chúng ta sẽ khó giúp phục được người nghe. Cho nên vì vậy cái đức tính từ bi, vì cái sự từ bi đó nhiều khi nó phải giảng giải rất là nhiều lần về một cái đề tài pháp đó cho họ nghe để họ thấm nhuần với một hội chúng, vân vân. Có rất là dễ với đối với mình nhưng là khó với người ta, thì chúng ta phải có sự kham nhẫn. Rồi cái hội chúng á, nhiều khi họ không lắng nghe nhiều, chúng ta cũng biết là chuyển hóa như thế nào đó, chúng ta cũng thể hiện cái đức tính từ bi chứ bực bội thì nó lại là một khi chúng họ đang nói chuyện, bây giờ mình đang giảng mà họ đang nói chuyện thì mình tìm cái cách nào khéo để nhắc, chứ chúng ta đừng có pha ngang một cái là chứ chúng ta thể hiện cái sân bực thì cái thời pháp đã pháp thoại của chúng ta nó bị khiếm khuyết ở một cái chính tự cái người giảng. Chỉ ngoài trừ họ ngồi cao hơn mình, ngồi thấp hơn, hay hoặc là họ xem thường một cách quá đáng thì chúng ta dừng lại không giảng nữa, thì cái đó cũng là một đức tính từ bi. Để chi? Để cho họ không phải phạm đến cái tội đó, đến pháp bảo, để họ xem thường pháp bảo thì rất là tội cho chính họ. Thì chúng ta khéo để mà đừng có gây cái oan cái, đừng có gây một cái sự hiểu lầm về những lời dạy của Phật, thì đây chính là người pháp sư, vị pháp sư phải có một cái đức tính từ bi cho chính mình, không có tạo cộng nghiệp với họ một cái quả mà bất kính đối với pháp. Khi chúng ta đang đối pháp và chúng ta khởi sân lên thì đó cũng là một điều mà chúng ta đều bị khiếm khuyết đối với giá trị pháp bảo. Dạ. Thì kính bạch hòa thượng, đây chính là vài lời chia sẻ của chính con là vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư. Dạ. Sa thú kính riêng thưa tôi tự quyền với cô pháp đàm vừa rồi. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta đã đi qua 6 ngày của tuần lễ đặc biệt mừng kỷ niệm sự ra đời của một vị Phật toàn giác, tức là Đức Phật Gautama, Ấn Tượng Phụ của chúng ta. Hôm nay, Chư Tăng có dành thời giờ để trình bày về lòng từ bi của Đức Phật. Thì thưa quý vị, thứ nhất là ở trong tất cả sự quan hệ giữa con người với con người, nếu là một quan hệ hai chiều, cha mẹ thương con cái và con cái cảm nhận được tình thương của cha mẹ, thì thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta nó sẽ được nâng cao lên một bậc, hơn là chỉ là tình thương một chiều mà con cái không cảm nhận.
chúng ta rất là may mắn, rất là hữu duyên hữu phúc để có một bậc đạo sư mà Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta về những lợi ích của mỗi người, của mỗi đệ tử, chứ không phải là vì sự binh danh đối với Ngài. Đức Phật không cần gì ở thế gian này. Ngài cũng như chư vị thánh hoàn toàn giải thoát. Các Ngài không mong cầu gì ở cuộc đời này. Nếu có cái gì đó mà Ngài làm cho thế gian này, thì thưa quý vị, điều này đến từ lòng từ mẫn. Thí dụ như một vài câu nói của Đức Phật. Này chư tỳ kheo, đây là cội cây, kia là nhà trống. Các con hãy tinh tấn tu tập, chớ hối tiếc về sau. Hoặc giả là Đức Phật cũng thỉnh thoảng Ngài nhắc chư tỳ kheo. Này chư tỳ kheo, ta nhắc nhở điều này vì lòng thương tưởng các thầy. Hãy cố gắng tinh tấn, đừng có hối tiếc về sau. Hay hoặc giả là một số những lời dạy hình ảnh trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. Tôn giả Ananda hỏi Đức Phật là chúng con phải thờ phượng cái xá lợi của Đức Thế Tôn, cái di cốt Thế Tôn như thế nào. Đức Phật dạy rất rõ, này chư tỳ kheo, hãy để việc đó cho người cư sĩ làm, các con hãy chuyên tâm tu tập. Tại vì Đức Phật Ngài không muốn cho chư tỳ kheo bận lòng việc thờ phượng mà sao lãng đi với công việc chính của mình, đó là tu tập giác ngộ giải thoát. Chúng ta phải nghiêm kỹ lắm, chúng ta mới thấm thía được lòng từ của Đức Phật. Cũng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng nhắc rằng những ai hành trì giáo pháp là cũng dường Như Lai một cách cao thượng. Đức Phật Ngài không có nhấn mạnh rằng vì cúng dường hương năng qua quả mới là tuyệt đối thiết yếu, mà thay vào đó thì Đức Phật dạy chúng ta nên hành trì giáo pháp, và chính sự thực hành đó là cái cúng dường Đức Phật cao thượng, một cách cao thượng. Trong những giờ phút sau cùng của Đức Phật, Ngài đã cho xuất gia người đệ tử cuối cùng Sư Phanh Đa. Vị này đến với Đức Phật bằng một câu hỏi về sự tỷ giáo so sánh giữa các tôn giáo. Đức Phật Ngài ôn tồn nói rằng hãy để chuyện sang một bên, Như Lai sẽ giảng pháp cho con. Và Đức Phật giảng về Bát Chánh Đạo, và vị này được Đức Thế Tôn cho xuất gia lần cuối. Thưa quý vị, cũng chính Đức Phật khi Ngài nằm ở trên phiến đá giữa hai cây lộc thọ, Ngài nêu lên một số những quan tâm của Ngài. Mà thưa quý vị, trong giờ phút trọng đại đó, chúng ta khó có thể nghĩ được. Thí dụ như Ngài dạy Tôn giả Ananda về chư tỳ kheo, sau này nếu có ai có cái ý trách thợ rèn chưa đáng, bởi vì đã cúng thức ăn và do thức ăn này mà Như Lai viên tịch, thì hãy giải thích rằng ở trong đời Như Lai có hai bữa ăn và người thí chủ được rất nhiều phước báo, đó là bữa ăn trong ngày thành đạo và bữa ăn trong ngày Như Lai viên tịch Niết Bàn. Đức Phật cũng nhắc chư tỳ kheo tìm cách để cải khóa một vị tỳ kheo tên là Sa Đạt. Vị tỳ kheo này nguyên là một người tính bọc,
đã đưa Đức Bồ Tát đi xuất gia. Vì sau này Đức Bồ Tát trở về thì vị này lại đi xuất gia trở thành vị tỳ kheo. Nhưng mà luôn luôn tự hào, tự cao rằng mình lớn tuổi, mình lại là người tinh cận của Đức Phật. Do đó, về cái cử chỉ, hành vi cho đến sự tu tập đó, không có xứng đáng vào vị tỳ kheo. Đức Thế Tôn đã dạy chư tỳ kheo dùng cách phạm đàn Brahmacatta để khuyến khích vị này. Có rất nhiều thí dụ, chỉ riêng trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn không ghi lại những điều phút cuối cùng thì chúng ta đã thấy có quá đủ những thí dụ tiêu biểu về lòng từ của Đức Phật. Đức Thế Tôn đã dạy gì với cái lời nói sau cùng của Ngài? Để chư tỳ kheo, tất cả pháp hành là vô thường, các con hãy tinh tấn tu tập. Thì một lần nữa Đức Phật đưa chúng ta trở về lại với một sự khuyến khích, làm sao cố gắng tinh tấn được lợi lạc. Chúng ta có thể đọc lại, chiêm nghiệm những điều đó bằng trí tuệ của mình. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có thể có được cảm xúc để nghĩ về Đức Phật, nghĩ về cái cách giảng dạy của Ngài. Và ở đó Ngài cho chúng ta quá nhiều tình thương. Và chúng ta mong rằng ý nghĩa này sẽ được thắp sáng trong lòng của mỗi mỗi chúng ta trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay khi nói về lòng từ bi của Đức Phật. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có buổi sinh hoạt sau cùng của tuần lễ đặc biệt với chủ đề là di sản của Đức Phật. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tri ân chư tôn đức đã vào room để chia sẻ. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư. Sa thủ lành thai, con thưa nữ như pháp cùng đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân ngài hòa thượng giác đẳng và từ bi điều hợp cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con nghe để hiểu và được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Nam Mô Bổn Sư giác và con kính tri ân đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thủ lành thai, con tu nữ như pháp xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm kỵ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng.